Quà đã bị cái thằng chủ con mèo nó đánh rồi. Này ngãi còn bị cái thằng hacker quỷ đỏ nó đánh nữa. Mày không chịu được. Bây giờ tao phải kiếm được đứa nào đi cùng ta mới được. À, để mai ra đấy. Để mai nó sẽ kiếm một cô vợ đi về chăm sóc ta. Đào hoa chị. Bây giờ đi về nghỉ. Mai đi bắt vợ. Bà ơi, tính đưa, bà đi đâu không bà? Đó, đi đưa bà đi tí rau. Thế cho cháu đi từ tí rau đấy nha bà. Cháu ăn mặc này bụng quá. Áo bụng quá. Không sao đâu bà. Thôi, chào mừng bà. Vẫn đốt đống rau này, xong lại chào mừng bà đi tí rau nhá. Vâng. À, thấy vợ tương lai của ta đây rồi. Bây giờ ta sẽ rình nó. Bắt nó đây là làm vợ mới được. Ghét bà nó rồi bắt nó cưới ta. Được đấy. Cháu đi bán tí rau đi. Vâng, bà được đón nào không mưa. Đi bà phải bán đi. Mà mưa là tí rau gì bà? Cháu mưa bà cũng nhà được. Cháu chia hết. Mưa vâng, mưa vâng. Nhưng mà vẫn tí rau. Ai à, xình ngon lắm đấy. Có lành về tay ta thì không hết rồi. Bà ơi, bà đứng đây nhá, cháu vào kia cháu lấy xô lại cho hai bà cháu tí rau nhá. Rau nhá. Bà ơi, bà và cháu là con gái đi trên mưa không bà? Mưa càng tốt. Bà ơi, mưa to lắm. Mưa to quá đi tắm nha. Vâng, đi bà ơi. Ôi trời. Mưa to quá. Bà đi cháu nhé. Mưa to quá, lạnh quá bà ơi. Bà giờ mới hết mưa đây. Mưa tốt của ta đây rồi. Đến đây. Anh nè, anh đi đi. Ôi, sợ quá bà. Phải sợ. Tao để ý cháu gái lâu lắm rồi. Không được. Hôm nay tao đã theo dõi đến đây. Tao muốn cướp cháu gái tôi về làm vợ. Không được. Bye.
Thôi, 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 mà đi đâu 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 đi đâu. Ôi, tí gì cãi nhau trên trong nhà này ấy nhở? Vào xem thử xem nào. Ui, chết mẹ rồi. Hôm qua vừa đánh thằng hacker bị ẩn. Sao bây giờ nó lại đây nhở? Không biết nó đến đây nó làm gì nhở? Ui, nó dám bắt con gái à? À, bắt gái làng tao à? Thì con này ngươi chết với tao rồi. Hôm qua tao cho ngươi như mạ hóc trâu rồi, mà bây giờ vẫn dám bỏ đến đây à? Được rồi. Ôi mẹ ơi, kia cháu ơi. Em ơi. Ôi em ơi, bà ơi, kia cháu. Ai chống ngươi đến đây? Bắt cái thằng tao. Ôi anh không bắt em à, bắt em đi. Thôi, bà ơi. Thôi, bắt em nhá. Con này dạy trai đấy nhở? Ai đã nói nhiều như vậy? Ông quan tài ngươi, ông trông mà, bây giờ ngươi làm tài xế ra sao à? Hôm nay ngươi dám qua lại nhỉ? Hôm nay tao sẽ trả thù luôn. Người vào đây. Quan, ở đây tàn rau, mới chồng, tôi ra kia đánh cho nó rộng rãi. Được, ta chiều luôn. Đi thôi. Quá! Qua đây em ơi!
Mẹ chăm sóc cho anh nhá. Đúng rồi.